Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì đây là con sub Baragi Bass 25 em mới về. Thì nó Bass 25 nhưng mà nó bằng cấu hình kích thước nó bằng những con sub 30 của RBL hoặc là của Yamaha rồi nha các bác. Thì Baragi là ông vua của sub rồi nên là Bass 25 của nó là ngang ngửa với Bass 30 của những con Nhật kia nha các bác. Đây là BS800 là phiên bản Bass 25 thu nhỏ của BS1200. Này, thiết kế y chang nhau chỉ là nhỏ hơn thôi. Ngang nó cao nó là 40, có cao 40 nha. Sau là 45, còn ngang là 36 nha. Này rất là lớn nha các bác. Con này giá là 11 triệu, đẹp xuất sắc luôn nha. Đặc trưng của Baragim thì bát nó nằm bên trong và con này là bát 25. Gông là gông nhung đúc nha các bác, hai lỗ thông hơi. Con này chơi vô tư phòng 40 mét vuông có lại nha các bác, 250W. Máy đẹp xuất sắc luôn nha. Con này phục vụ karaoke và hát nghe nhạc gia đình là quá tuyệt vời các bác. Nhắc tới shop thì Baragim vẫn là hãng shop đứng đầu. Mình mới tới những cái hãng kia nha các bác. RBL, Yamaha đứng dưới những con này luôn nha. Lo shop tuyển về các bác cùng xem logo này. Rất đẹp luôn nha. Vân nó là vân gỗ các bác, vân gỗ. Giá 11 là đã bao gồm phí ship nha, hoạt động hoàn hảo tất cả tính năng, điện là điện 110, 120, tại vì những con súp này là của Mỹ nha các bác, điện là phải 110 hoặc là 120 chứ 100 là không đủ nha. Thiết kế là hai lỗ thông hơi rất là lớn và uy lực của nó đẩy ra thì các bác biết rồi. Các bác nào đã chơi qua Baragim thì rất là yêu thích và cũng như là mê mẩn cái tiếng súp của Baragim. Đây là volume chỉnh to nhỏ này, súp vuốt này, súp sát này, đầy đủ tất cả tính năng, có cổng út luôn nha các bác. Cổng út luôn, út chia qua súp cát khác này, không cần phải câu dây. Đây. BS800. Bác nào muốn sở hữu con BS800 của Baragim thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên, giá là 11 bao ship nha. Còn chiến khoán đủ thì em bớt 200.000, còn là 10.800.000. Mới về trong ngày hôm nay nha các bác. Thương hiệu đình đám của trong giới audio shop. Nó là vân gỗ như là những con RBL BB12 đó. Nó dùng chung một cái vân gỗ. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào có muốn chốt con BS800 này để phục vụ gia đình thì alo cho em. Vâng, sau đây em mời các bác cùng xem con Baragim thứ hai BS1200 phía trước mấy các bác và cùng các bác cùng xem đồ mới từ những vân của sớ nha các bác, vân gỗ này các bác. Đấy. Logo Baragim góc cạnh kèm luôn nha các bác. Này kèn hết nha các bác, tất cả đều kèn vì những cặp những lo dạy lo tuyển về nha. Nó nhìn cùng vân màu vân gỗ này rồi đấy. Bể nó là về sao chứ tem người ta dán là còn nguyên hết nha các bác. Tổng quan cảnh tiếp theo này. Đấy, rất đẹp luôn nha. Vân này các bác. Đây là phía sau. Con này series là 13178 này các bác, 13178 nha. Con này 13178. Cái này các bác có thể về gửi ra tại bên nước ngoài ạ. Hệ dáng ba lỗ thông hơi 13178 nha bác. Tổng quan này bác xem với góc cạnh ra nha.
Con này 13178 nhá. Bạn nào yêu thích thì alo cho em, hàng sưu tầm nhá. Những con súp này là sưu tầm, những con mà đời lớn nó hiếm hàng lắm. Bên em cũng có những dòng Rebeller bình dân tầm mười mấy, có như là BB12 này, Yamaha FW800 này. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có muốn sở hữu một trong những con súp khủng của Baragim model BS1200 thì liên hệ cho em. Về được hai em hoa hậu nha. Giá là 20 bao ship được tặng kèm một bộ dây kết nối.